Một tỷ phú, tay chơi, nhà từ thiện nổi tiếng, một kẻ luôn bị coi là ích kỷ, tự cao tự đại nhưng lại sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu những người xung quanh. Anh là Tony Stark, siêu anh hùng vĩ đại nhất của vũ trụ điện ảnh Marvel. Và hôm nay, hãy cùng Phim quay trở lại những ngày đầu tiên trong cuộc hành trình huyền thoại của Iron Man nhé. Lưu ý, video này sẽ spoil toàn bộ những bộ phim mà Tony Stark có mặt. Đồng thời, nó cũng không có tác dụng thay thế trải nghiệm xem phim, nên các bạn hãy cân nhắc trước khi xem tiếp. Tony là con trai của nhà chế tạo vũ khí huyền thoại Howard Stark, chủ tịch tập đoàn Stark Industries. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé đã sớm bộc lộ nhiều yếu tố để trở thành một nhân tài kiệt xuất như cha mình, thậm chí là còn hơn thế. Năm 17 tuổi, cha mẹ Tony đột ngột qua đời trong một tai nạn xe hơi, đẩy người bạn thân Obadiah Stane của họ phải tạm thời bước lên lèo lái tập đoàn. 4 năm sau, Tony quay trở về và trở thành CEO, nhanh chóng đưa Stark Industries lên một tầm cao mới. Đến năm 1999, tại hội nghị khoa học ở Thụy Sĩ, Tony gặp Hồ Yinsen và cho nhà khoa học khuyết tật Aldrich Killian leo cây vào ngay đêm giao thừa. Dù chỉ lướt qua nhau, nhưng cả hai người này đều đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của Tony. Một bên là cứu tinh, còn bên kia là khắc tinh. Tuy nhiên, ra sao thì hạ hồi phân giải. Để giới thiệu loại tên lửa Jericho mới, Tony bay đến Afghanistan. Sau một shot tên lửa trị giá 500 triệu đô, Tony trên đường trở về căn cứ thì bị một nhóm khủng bố tên là Ten Rings phục kích. Ngay sau khi anh được giáo sư Yinsen cứu sống, lũ khủng bố liền ập vào để yêu cầu anh thiết kế cho chúng một hệ thống tên lửa với dòng Jericho vừa ra mắt. Tony thẳng từng từ chối nhiều lần, nhưng sau khi nghe lời khuyên của Yinsen, anh đã đồng ý. Bọn Ten Rings giao cho anh một tuần để hoàn thiện Jericho, nhưng Tony lại âm thầm thiết kế một bộ giáp. Thế rồi, khi bọn chúng mập mờ phát hiện ra kế hoạch của Tony, cũng là lúc bộ giáp đó chuẩn bị hoàn thiện. Ten Rings đổ vào tấn công, thì nhân vật chính của chúng ta đánh trả còn mạnh hơn như thế. Cùng với bộ giáp đầy chắp vá, anh càn quét từ sâu trong hang ra đến ngoài cửa, nhanh chóng nhấn chìm căn cứ của chúng trong biển lửa rồi bay đi. Thế nhưng, kế hoạch tẩu thoát của Tony không thể trọn vẹn như kế hoạch ban đầu, bởi Yinsen đã tử nạn khi cố câu giờ cho anh ở trong hang. Ngay khi vừa đặt chân về Hoa Kỳ, Tony tuyên bố kết thúc chương trình chế tạo vũ khí của tập đoàn Stark, khiến cho cổ phiếu giảm mạnh. Thậm chí, anh muốn tập trung vào công nghệ lò phản ứng hồ quang, thứ mà Stan cho là không mang lại được một chút lợi nhuận nào. Trong khi Tony đang chế tạo bộ Mark II, thì hội đồng của Stark Industries bày mưu đào thải anh. Thế nhưng, vị CEO trẻ vẫn tin rằng mình hoàn toàn kiểm soát được tình thế và vẫn ở nhà miệt mài chế tạo bộ giáp. Cùng lúc đó, Ten Rings đi nhặt những mảnh vỡ của bộ Mark I về để nghiên cứu. Ở một bữa tiệc mà chẳng ai mong Tony đến, anh đã xuất hiện. Tại đây, chính Stan đã thừa nhận lão là người muốn đá anh ra rìa. Đây cũng là người đã ra lệnh chống lại anh với hội đồng. Trở về nhà, anh biết tin Ten Rings vẫn đang sử dụng vũ khí của Stark Industries để thực hiện vô số tội ác. Thế là anh mặc bộ đồ Mark II, bay thẳng đến Afghanistan để giải cứu người dân ở đây, đồng thời phá hủy tất cả những vũ khí mà Ten Rings đang sở hữu. Ngay sau đó, Stan bay đến Afghanistan để lấy thiết kế của Mark I về, đồng thời thanh trừng luôn cả tổ chức khủng bố này. Stan đang tham vọng xây dựng cả một đội quân từ thiết kế bộ giáp đầu tiên của Tony, và hiện giờ lão đang có thừa cả nguồn lực để làm điều đó. Về phía Tony, anh nhờ Pepper đến văn phòng để thu thập thông tin về những vụ bán vũ khí của Stan, rồi sẽ đi phá hủy những món vũ khí đó. Tuy nhiên, khi đến văn phòng, cô phát hiện ra chính Stan là người đứng sau vụ bắt cóc Tony và hắn đang lên kế hoạch sản xuất rất nhiều bộ giáp giống như Mark I. Pepper mau chóng gọi Tony, nhưng Stan đã đi trước được một bước. Hắn đến tận nhà để sát hại nhân vật chính và cướp đi lò phản ứng hồ quang ở trên ngực của anh. Tony may mắn thoát chết vì anh vẫn giữ lò phản ứng hồ quang cũ. Phố lên đèn là Tony lên đồ, anh bay đến chỗ của Stan. Tại Stark Industries, gã đồ tể kia đã có lò phản ứng thì cũng nhanh chóng chui vào bộ Iron Monger và dễ dàng đánh bại những đặc vụ của SHIELD vừa được phái đến. Rồi, khi hắn chuẩn bị xử nốt cả Pepper, thì Tony xuất hiện và dụ hắn bay lên cao để bộ đồ Iron Monger bị đóng băng. Tuy nhiên, sau đó, Stan vẫn sống sót và tiếp tục tẩn Tony một trận vì bộ đồ của anh đã cạn năng lượng. Không đọ sức với hắn, Tony mới dùng bài trí khôn của ta đây. Anh dụ hắn lên nóc nhà, nhờ Pepper ở dưới kích hoạt lò phản ứng hồ quang đến mức quá tải. Để rồi, khi cơ hội đến, cô nhấn nút và tên kia tiêu đời. Ngày hôm sau, cả thế giới đều đặt câu hỏi, người sắt là ai? Phía SHIELD và quân đội đều muốn ém nhẹm thông tin này và tạo cho anh chứng cứ ngoại phạm, cũng như soạn cả một bài văn mẫu điểm 10 để đọc theo. Tuy nhiên, Tony không phải là mẫu thích nghe lời, anh dõng dạc tuyên bố. I am Iron Man. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt trong phòng họp báo, dĩ nhiên là cả thế giới.
Trong khi đó, ở Moscow, ông Anton Vanko đang hấp hối trong căn hộ sập sệ đã kịp để lại cho cậu con trai Ivan bản thiết kế của lò phản ứng hồ quang. Ông từng là cộng sự của Howard Stark và cho rằng Ivan xứng đáng có một vị trí như Tony. Với bản thiết kế, Ivan dễ dàng tạo ra một lò phản ứng chẳng thua kém gì Tony. Vài tháng tiếp theo, sau buổi ra mắt triển lãm Stark, Tony bị chính phủ sờ gáy vì họ nghĩ rằng bộ đồ Iron Man là một thứ vũ khí nguy hiểm, là một mối đe dọa lớn. Tony đã dùng lý lẽ vô cùng thuyết phục để chơi đẹp cả thượng viện và gã chuyên gia vũ khí Hammer tại phiên điều trần. Tuy bộ giáp không phải là mối đe dọa với nước Mỹ, nhưng nó lại đang từ từ giết chết Tony. Máu của anh nhiễm độc ngày càng nặng khi anh vẫn chưa thể tìm ra nguồn năng lượng sạch để duy trì lò phản ứng trong ngực. Anh cố gắng giấu kín thông tin này trước Pepper Potts, đồng thời tuyên bố cô là người kế nhiệm vị trí CEO của Stark Industries. Sau đó, cả hai cùng đến Monaco và lần này Tony còn chiếm luôn cả xe của vận động viên để tham gia giải đua. Lúc này, Ivan đột ngột xuất hiện với lò phản ứng hồ quang trên ngực và roi điện ở hai tay, quất tấp tới vào dòng xe, trong đó có cả Tony. Pepper và Happy kịp thời xuất hiện, trao cho anh bộ đồ Mark V để đánh bại Ivan. Tuy nhiên, gã phản diện đã chứng minh được cho cả thế giới thấy rằng người sắt không hề bất khả chiến bại. Hắn cũng cho rằng Tony sẽ phải dè chừng kể từ đây, kẻ thù sẽ sâu xé anh như một bầy cá bập đói. Quả đúng như vậy, người đầu tiên ra tay là Justin Hammer. Hắn ngụy tạo cái chết của Ivan rồi đưa tên phản diện ra tù để làm việc cho tập đoàn của mình. Thượng nghị sĩ cũng đắc ý cho rằng bộ đồ người sắt giờ chỉ như một món đồ chơi. Cùng với việc máu đang nhiễm độc ngày càng nặng, Tony quậy tung bữa tiệc sinh nhật trong bộ đồ Mark 4 đến mức mà Rhodey phải mặc bộ đồ Mark 2 vào để kiềm chế người bạn của mình. Rồi, Rhodey cũng tiện tay tịch thu luôn, mang về giao oai với bộ quốc phòng. Tuy nhiên, anh lại không ngờ rằng sếp của mình đã gọi Hammer đến để trang bị vũ khí cho bộ đồ để chuẩn bị cho một show diễn lớn. Ngày hôm sau, Nick Fury cùng đặc vụ Romanoff đến tìm Tony để tiếp tục mời anh gia nhập boy band của mình. Vị giám đốc của SHIELD cũng không quên để lại cho Tony những kỷ vật của ông Howard mà tổ chức này đã giữ lại. Trong đó, có một đoạn phim vô cùng quan trọng. Sử dụng nó, Tony đã tạo ra một nguyên tố mới và đảm bảo được nguồn năng lượng sạch để duy trì sự sống cho cả bộ đồ Iron Man. Cùng lúc đó, tại Hammer Industries, Ivan đã thay thế những bộ đồ công ty này sản xuất bằng công nghệ không người lái và tất cả đã sẵn sàng để cho ra mắt. Bên cạnh đó, hắn còn bí mật sản xuất một bộ đồ cho riêng mình với một món đồ vũ khí mới, lợi hại hơn trước rất nhiều lần. Tại buổi triển lãm của Hammer Industries, Iron Man xuất hiện để cảnh báo với Rhodey về việc Hammer đang hợp tác với Ivan Vanko. Tuy nhiên, gã phản diện kia đã nắm quyền kiểm soát rồi điều khiển tất cả các bộ đồ, tấn công thẳng vào người sắt và những người dân vô tội. Cùng lúc, Natasha và Happy tấn công vào trụ sở của Hammer Industries để tìm Ivan và chiếm lại quyền kiểm soát Mark II cho Rhodey. Còn Pepper thì gọi cảnh sát đến gô cổ gã Justin này lại. Sau khi Tony và Rhodey xử đẹp cả đội quân drone thì chùm cuối bay đến, bên trong chính là gã Ivan. Hai người tiếp tục phối hợp ăn ý và cho con quái vật sắt này banh xác. Tuy nhiên, Ivan đã gài mìn vào tất cả những bộ giáp không người lái và chỉ chờ lúc ngã xuống là cho tất cả nổ tung. Tony và Rhodey nhanh chóng bay đi sơ tán người dân và cứu được Pepper Potts. Hôm sau, Tony có mặt ở một căn cứ của SHIELD và được Nick Fury giới thiệu về dự án Avengers. Tony Stark không phải đợi lâu để được Nick Fury liên hệ gia nhập dự án này. Khi SHIELD đang nghiên cứu khối Tesseract thì bỗng nhiên nó được kích hoạt, mở ra một cổng không gian và kéo theo sự xuất hiện của Loki. Rồi, vị thần lừa lọc này tẩy não luôn đặc vụ Barton và tiến sĩ Selvig để làm việc cho hắn. Khi Loki đến Đức thu thập chất Iridium để ổn định sức mạnh của Tesseract, Captain America, Natasha Romanoff và Tony kịp thời xuất hiện để ngăn chặn hắn. Khi họ đang cùng nhau đưa Loki đến tàu sân bay của SHIELD thì Thor đến và bắt Loki đi. Tony cùng với Cap đuổi theo và sau một hồi giao tranh, họ đã đồng thuận với việc giao Loki cho SHIELD để giam giữ cho đến khi tìm được khối Tesseract. Trên phi thuyền, Tony cùng với Bruce Banner cố gắng dò tung tích của khối Tesseract, còn Loki thì tiếp tục khua môi múa mép khiến cả nhóm bị chia rẽ. Sau đó, họ quay sang nghi ngờ chính SHIELD vì biết tổ chức này đã dùng Tesseract để sản xuất vũ khí. Khi cả nhóm đang tranh cãi thì đặc vụ Barton tấn công thẳng vào phi thuyền khiến nó bị hư hỏng nặng, còn Banner thì hóa thành Hulk. Rất nhanh chóng, Tony và Captain khắc phục hậu quả trên để giữ an toàn cho mọi người trên phi thuyền. Sau cái chết của đặc vụ Coulson, Tony cùng những thành viên khác quyết tâm chiến đấu như một khối thống nhất để báo thù. Tony trở lại tòa tháp của mình để ngăn chặn tiến sĩ Selvig nhưng không thành. Sau đó, anh chạm trán Loki và lừa hắn để trang bị bộ đồ Mark 7 mới toanh. Đây cũng là lúc một cổng không gian khổng lồ được mở ra và đoàn quân Chitauri tràn vào New York. Các siêu anh hùng đánh trả ác liệt, nhưng quân địch thì quá đông và quá nguy hiểm. Đến mức, chính phủ đã phải ra lệnh thả một quả bom hạt nhân thẳng vào trận địa để ngăn chặn cuộc tấn công lan rộng. Nick Fury không đồng tình, nhưng không thể ngăn cản.
Một quả bom được hướng thẳng đến New York và Tony dùng chút năng lượng cuối cùng của bộ giáp để ôm quả bom đó hướng thẳng đến phi thuyền của Chitauri phía bên kia cổng không gian. Phi thuyền mẹ nổ tung. Quân đoàn Chitauri bị ngắt điện hoàn toàn và trái đất yên bình trở lại. Bộ giáp cạn sạch năng lượng và Tony rơi tự do xuống trái đất. Anh may mắn thoát nạn. Từ đây, nhóm Avengers chính thức ra đời và họ sẽ xuất hiện mỗi khi trái đất cần. 7 tháng sau vụ tấn công ở New York, sau trải nghiệm cận kề cái chết, Tony bị rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. Anh không thể ngủ yên và đầu tư toàn bộ thời gian cũng như sức lực của mình vào việc chế tạo hàng loạt bộ giáp mới. Cùng lúc đó, một thủ lĩnh khủng bố tên là Mandarin đứng lên nhận trách nhiệm cho hàng loạt những vụ đánh bom liên tiếp. Sự việc này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Tony, nhưng người bạn Rory không muốn anh can dự, bởi vì chính phủ Hoa Kỳ muốn tự mình giải quyết để lấy lại niềm tin nơi người dân sau sự xâm lược của Chitauri. Hôm sau, Aldrich Killian, người mà Tony từng cho leo cây, đến gặp Pepper Potts để bàn về dự án Extremist. Đây là một dự án sản xuất huyết thanh cho phép phục hồi mọi vết thương nhanh chóng. Tuy nhiên, Pepper từ chối vì cho rằng nó có thể sẽ bị vũ khí hóa. Khi Happy theo dõi tên thuộc hạ của Killian thì anh bị hắn ta phát hiện. Xui xẻo hơn, một thanh niên ở đó chơi đồ và bị nổ banh xác. Happy ở ngay gần nên không tránh được và bị thương nặng. Thế vậy, Tony bực tức tuyên chiến với tên khủng bố Mandarin và cho hắn luôn địa chỉ nhà của mình. Chúng chẳng sợ gì mà không tấn công thẳng vào nhà của Tony cả. Chúng nhấn chìm anh trong cơn bom và đạn. Anh cứu được Pepper nhưng lại bị rơi xuống biển. Để rồi, khi mà ai cũng nghĩ Tony đã tử nạn thì anh kéo lê bộ giáp khắp một vùng quê Tennessee và may mắn gặp được cậu bé Harley thông minh, lau cá. Anh nhận cậu bé làm phụ tá và bắt đầu điều tra cái chết của một quân nhân tại khu vực này. Bỗng nhiên, một người khác được tiêm Extremist xuất hiện và tấn công anh cùng những người xung quanh. Sau một hồi vật lộn, Tony đã cho quý cô nóng bỏng đó banh xác trước khi cô ta tự cho mình nổ. Trong khi đó, Mandarin đã bắt một con tin, giết người đó ngay trên sóng truyền hình và tuyên chiến với Tổng thống Mỹ. Nhờ sự giúp đỡ của Rhodey, Tony điều tra được những quả bom sống kia thật sự là gì. Và nhờ cậu bé Harley, anh đã biết được hang ổ của Mandarin rồi chế tạo vũ khí tấn công chúng trước bộ giáp đã được sạc đầy. Anh tóm được Mandarin, hắn khai ra bản thân chỉ là một diễn viên, rằng kẻ đứng sau tất cả những vụ khủng bố đó là Aldrich Killian. Đúng lúc, một thuộc hạ của Killian xuất hiện và bắt Tony. Ông trùm cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt Tony. Hắn thông báo cho biết Pepper đã bị hắn tiêm Extremist và để cô cho thuộc hạ canh chừng anh. Tên Killian này cũng đã bắt được Iron Patriot và dùng bộ giáp để bắt cóc Tổng thống. Sau khi thoát khỏi cơ sở của nhóm khủng bố, Tony cử bộ Mark 42 lên máy bay cứu các quan chức rồi kích hoạt các bộ giáp khác ở nhà, chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn để giải cứu cả Tổng thống và Pepper. Đêm đến, Tony cùng Rhodey đột nhập vào nơi Killian giam giữ Tổng thống và Pepper, rồi nhanh chóng bị lũ thuộc hạ đông đảo của hắn bao vây. Đúng lúc đó, hàng chục bộ giáp sắt bay đến giải vây, tạo điều kiện cho Tony giải cứu người yêu của mình và đối mặt trực tiếp với Killian. Tuy nhiên, tên này quá mạnh, hắn dễ dàng phá hủy cả một bộ giáp trong cả nháy mắt khiến Pepper rơi xuống biển lửa. Tuy nhiên, Pepper không chết. Thậm chí, cô còn xuất hiện kịp thời để kết liễu Killian trước khi hắn kịp ra tay với Tony. Cuối cùng, nhân vật chính cho nổ tất cả các bộ giáp còn lại, biến thành một màn pháo hoa mừng Giáng sinh. Cuối phim, anh quyết định phẫu thuật, lấy tất cả những mảnh đạn trong ngực ra để không cần dùng đến 500 điện nữa. Tại đây, Tony trở thành một con người hoàn toàn khác với nhiều năm trước, nhưng có một điều chắc chắn, anh vẫn luôn là người sắt. Sau sự sụp đổ của SHIELD và HYDRA, nhóm Avengers một lần nữa được tập hợp nhằm ngăn chặn một HYDRA mới đang trỗi dậy. Các siêu anh hùng đột kích vào trụ sở của chúng để lấy cây quyền trượng của Loki. Ngay khi tiếp cận được cây quyền trượng, Tony đã bị Wanda Maximoff tấn công. Cô ta cho anh thấy viễn cảnh khi những người đồng đội của mình đều đã hy sinh, một tương lai vô cùng đen tối. Điều này đã thôi thúc Tony tạo nên một lá chắn bao bọc thế giới khỏi mọi mối đe dọa. Anh tước lấy cây quyền trượng và xin phép Thor để thí nghiệm lên nó. Tony thuyết phục Bruce cùng mình tham gia vào dự án tạo một trí tuệ nhân tạo với nhiệm vụ bảo vệ thế giới. Cả hai cố gắng đồng bộ hóa viên đá gắn trên cây trượng với Jarvis nhằm tạo sự hợp nhất hoàn hảo của cả hai. Sau 3 ngày làm việc không mấy thành công, Tony tạm gác thí nghiệm và mở tiệc tại tháp Avengers. Nhưng, buổi tiệc bị sớm cắt ngang khi Ultron tỉnh giấc và chiếm quyền Jarvis. Hắn ta điều khiển những người máy của Tony và bắt đầu phá hủy nhà của Tony. Các anh hùng của chúng ta dễ dàng đánh bại một Ultron còn non trẻ, nhưng hắn vẫn kịp thời trốn thoát. Quay trở lại tháp Avengers, Tony phát hiện ra Jarvis đã bị tiêu diệt. Anh đành phải tiết lộ toàn bộ kế hoạch trước đó cho cả đội. Các thành viên phản đối gay gắt kế hoạch thiếu suy nghĩ này và cùng nhau nghĩ ra những phương án hành động kế tiếp. Phát hiện ra gã buôn lậu Vibranium Ulysses Claw có dính dáng đến Hydra, các Avengers ngay lập tức tìm tới hắn ta. Tại đây, họ tiếp tục màn đối đầu với Ultron và cặp song sinh nhà Maximoff.
Tony một mình chống lại Ultron và thành công trong việc tiêu diệt thân xác hiện tại của hắn. Tuy nhiên, ngay sau đó, anh nghe tin Hulk đã nổi điên và đang quấy nát thành phố Johannesburg. Để đối đầu với gã khổng lồ xanh và sức mạnh to lớn như thế, Tony cần một thứ gì đó to lớn hơn là Iron Man. Anh ngay lập tức điều khiển bộ Hulkbuster tới tham chiến. Tại đây, nổ ra trận đại chiến kinh thiên động địa và nó chỉ kết thúc sau khi Tony giã cho Hulk bất tỉnh. Với mục đích tìm kiếm một địa điểm an toàn và kín đáo, cả nhóm ghé thăm căn nhà nhỏ của Clint Barton hay Hawkeye và gặp lại Nick Fury để bàn luận về những phương án kế tiếp. Biết được Ultron lợi dụng tiến sĩ Helen Cho để cải tiến thân xác, Tony đã lập ra kế hoạch cướp lấy cơ thể của Ultron và cùng với Bruce tái tạo lại nó để trở thành vũ khí của Avengers. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, nhưng cái giá phải trả là Black Widow đã rơi vào tay của Ultron. Với sự giúp đỡ của Thor, Vision ra đời và sở hữu trí tuệ kết hợp từ Tony, Bruce, Jarvis, Ultron và viên đá Mind Stone. Avengers giờ có thêm sự giúp đỡ của cặp song sinh nhà Maximoff đã tổ chức một trận đánh lớn với Ultron tại Sokovia. Ultron bị đánh bại, nhưng hắn đã có kế hoạch bốc cả vùng Sokovia lên cao rồi thả nó xuống để quét sạch sự sống trên toàn bộ trái đất. Thế nhưng, Tony và Thor kịp thời hợp sức để khiến Sokovia nổ tung trên không trung. Sau chiến thắng tại Sokovia, Tony quyết định sẽ rời khỏi nhóm nhưng vẫn tiếp tục tài trợ hoạt động của Avengers. Không những thế, còn rời trụ sở tới một địa điểm mới. Bộ ba Thor, Captain và Iron Man chia tay và hẹn sớm gặp lại nhau. Sau khi rời khỏi nhóm, Tony và Pepper đã tạm dừng mối quan hệ và tiếp tục công việc của riêng mình. Anh đã phát hiện ra một đoạn video ngắn trên YouTube quay lại cảnh một cậu thiếu niên đeo mặt nạ tay không chặn chiếc xe buýt để bảo vệ người khác. Nhưng, điều kỳ lạ là cậu không hề hấn gì sau cú va chạm khủng khiếp như vậy. Tony ngay sau đó đã tìm được tung tích của cậu thiếu niên ấy. Đó là Peter Parker, sống tại Queens, có được siêu sức mạnh sau khi bị nhện cắn. Xét thấy năng lực của cậu vô cùng hữu ích cho Avengers, Tony ngay lập tức chiêu mộ và còn tạo ra một bộ trang phục cho siêu anh hùng mới này. Sau buổi thuyết trình tại MIT, Tony bắt gặp một người phụ nữ và bị bà ta đổ trách nhiệm cho cái chết của con trai mình. Không những thế, đạo luật siêu anh hùng do Liên Hợp Quốc tạo ra sau thảm họa Sokovia đã khiến Tony càng chắc chắn hơn về sự cần thiết của những quy tắc. Anh ủng hộ việc đăng ký đạo luật trong khi Steve Rogers lại từ chối. Vô số những tai ương sau đó tiếp tục ập tới, mà nổi bật nhất là có một kẻ ngoại hình giống Winter Soldier đã nổ bom tại Liên Hợp Quốc, khiến cho quốc vương T'Chaka của Wakanda bỏ mạng. Tony và Steve tiếp tục cãi nhau về điều cần thiết của đạo luật. Nhưng khi mọi chuyện đã tạm lắng xuống thì kẻ giật dây tất cả đã lộ diện. Baron Zemo xuất hiện và khiến cho Bucky lên cơn điên. Kết quả là không chỉ Zemo và Bucky mà ngay cả những siêu anh hùng theo phe Cap đã bỏ trốn. Một trận chiến ắt sẽ phải nổ ra để kết thúc tất cả. Và đúng như dự đoán, các siêu anh hùng tập hợp tại sân bay nhưng không hề có một ác nhân nào mà kẻ họ phải đối đầu lại là chính những người bạn của mình. Trận đại chiến giữa các siêu anh hùng nổ ra khiến cho Rhodey bị thương nặng. Cả nhóm không đồng tình với đạo luật bị bắt giữ. Chỉ trừ có Steve và Bucky đã trốn thoát được. Sau khi thuyết phục được Sam Wilson, Tony biết điểm đến tiếp theo của Cap là Siberia, nơi thí nghiệm các siêu chiến binh như Winter Soldier. Biết được mọi thứ do một tay Zemo sắp đặt, Tony đã tạm đình chiến với Cap và Bucky. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, bởi vì anh phát hiện ra việc Bucky là kẻ đã ra tay sát hại cha mẹ của mình. Anh càng điên tiết hơn khi biết rằng Steve đã biết được điều đó nhưng lại giữ kín bấy lâu nay. Cảm thấy bị phản bội, Tony tấn công cả hai người. Tuy chiếm được thế thượng phong và bắn nát cánh tay kim loại của Bucky, nhưng hai đánh một không chột cũng què. Tony bị Cap tẩn cho một trận no đòn. Steve đang bỏ đi thì bị Tony đòi khiên nên đội trưởng Mỹ ném lại chiếc khiên biểu tượng của mình. Vài ngày sau, trong lúc đến thăm Rhodey, Tony nhận được lời nhắn của Steve kèm theo một chiếc điện thoại. Tuy tư tưởng của họ không hòa hợp, nhưng nếu Tony cần sự giúp đỡ thì Steve vẫn sẽ luôn có mặt. Tuy bận trăm công ngàn việc, nhưng Tony vẫn đóng vai trò như một người cố vấn của Peter, ngay cả khi anh không có mặt. Khi đang tham dự một đám cưới ở Ấn Độ, Tony vẫn điều khiển bộ giáp của mình giải cứu Spider-Man thoát khỏi móng vuốt của Vulture, một kẻ thù mà chính anh đã vô tình tạo ra sau thảm họa Chitauri xâm lược New York. Sau đó, nếu như Tony không xuất hiện kịp thời, thì có lẽ chiếc phà chở khách cũng sẽ chìm xuống biển sau thất bại của Spider-Man. Tức giận vì Peter đã không nghe lời và đẩy tính mạng của những người vô tội vào thế ngàn cân treo sợi tóc, Tony đã tịch thu bộ trang phục để dạy cho Peter một bài học về tính trách nhiệm. Nhưng ngay sau khi biết được chiến tích đánh bại Vulture của cậu bé, Tony đã hết lòng khen ngợi cậu và sẵn sàng công bố cho báo chí việc Peter sẽ trở thành thành viên mới của Avengers. Xong, Peter đã tạm thời từ chối lời đề nghị. Tony cũng đã tôn trọng quyết định của cậu và trả lại bộ trang phục cũ cho Peter. Sau đó, Tony và Pepper đã hàn gắn lại tình cảm với nhau. Họ tổ chức đám cưới và thậm chí còn chuẩn bị có một em bé. Tuy nhiên, giây phút vui vẻ của hai người nhanh chóng bị Doctor Strange cắt ngang. Bởi lẽ, đoàn người Asgard vừa bị Thanos và bốn đệ tử tấn công
và Hulk may mắn được Heimdall gửi về trái đất báo tin. Trong lúc Tony, Doctor Strange, Wong và Bruce đang tranh luận về kế hoạch chống lại Thanos, thì Ebony Maw và Core Obsidian xuất hiện ở New York để chiếm lấy viên đá thời gian của Doctor Strange. Sau một hồi đánh nhau, thì Obsidian bị ném xuống Nam Cực, còn Maw thì bắt Doctor Strange lên phi thuyền. Không ngần ngại, Tony bám theo, rồi lẻn vào để giải cứu người bạn mới của mình cùng với người nhện. Sau khi giải cứu được Pháp Sư Tối Thượng, cả ba cùng đến hành tinh Titan, quê hương của Thanos. Tại đây, họ gặp đội vệ binh giải ngân hà và có một trận giao hữu nhỏ trước khi nhận ra kẻ thù chung là Thanos. Cả nhóm cùng nhau lên kế hoạch úp sọt tên Titan điên khi hắn trở lại. Bước đầu, kế hoạch diễn ra rất trần trù, họ gần như đã kiềm chế được Thanos. Ấy là cho đến khi sao chúa nổi điên và tẩn cho tên ác nhân bằng tay không. Thế là tên bạo chúa tỉnh lại, đánh cho cả nhóm ra bã. Riêng Tony thì bị hắn ném cả một mặt trăng vào người. Để rồi, ở Titan, cũng chỉ có Tony là trụ vững, một mình anh cố gắng solo với Thanos. Nhưng, rõ ràng là tên ác nhân này quá sức với Tony và anh bị hắn xiên cho một phát. Để rồi, Doctor Strange phải giao nộp viên đá thời gian để đổi lấy tính mạng của Tony. Thu thập đủ 5 viên đá, Thanos xuống trái đất để lấy nốt Mind Stone trên trán của Vision và bùng tay, xóa sổ một nửa sự sống của toàn bộ vũ trụ. Còn ở Titan, Tony phải chứng kiến Mantis, Drax, Star-Lord, Doctor Strange và cả Spider-Man tan thành tro bụi. Lúc này, trên Titan chỉ còn Tony và Nebula. Họ không còn đủ năng lượng nên phải trôi giạt ngoài không gian suốt 21 ngày, cho đến khi được Captain Marvel tìm thấy rồi đưa về trái đất. Trong lúc các đồng đội đi báo thù Thanos, thì Tony quyết định sẽ nghỉ hưu và nuôi dạy cô con gái Morgan suốt 5 năm sau đó. Để rồi, đến năm 2023, khi Scott Lang thoát ra khỏi thế giới lượng tử, anh tìm đến nhóm Avengers để bàn cách đưa những người khác trở lại. Sau đó, cả nhóm đã tìm đến Tony để mời anh gia nhập. Tuy nhiên, anh cho rằng đây là một ý tưởng quá liều lĩnh và anh có quá nhiều thứ để đánh mất vào lúc này. Tony từ chối những người bạn cũ của mình. Tuy nhiên, khi đêm đến, anh lại một mình nghiên cứu và nhận thấy kế hoạch đó không hề viển vông. Vậy nên, Tony quyết định sẽ trở lại và giúp đỡ những người đồng đội. Anh cũng không quên mang theo chiếc khiên trả lại cho đội trưởng Mỹ. Sau lần thử nghiệm thành công, cả nhóm quyết định du hành xuyên thời gian qua thế giới lượng tử. Tony không lấy được viên đá Space Stone sau trận chiến ở New York. Do đó, anh phải trở lại năm 1970 để đánh cắp nó khỏi SHIELD. Tại đây, anh được gặp bố mình và không quên gửi đến ông một lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Các thành viên thu thập đủ đá vô cực và Bruce dùng chiếc găng tay do Tony thiết kế để đưa một nửa vũ trụ trở lại. Tuy nhiên, một phiên bản trẻ hơn của Thanos xuất hiện cùng quân đoàn của hắn. Chúng nhả cả một cơn mưa tên lửa vào nhóm siêu anh hùng, ấy thế mà không ai tử nạn. Sau đó, bộ ba Iron Man, Thor, Captain America quyết tử với Thanos, rồi từng người nhanh chóng bị sức mạnh áp đảo của hắn đánh gục. Lúc hiểm nghèo nhất thì các siêu anh hùng từng bay màu đồng loạt trở lại. Họ tập hợp để chống lại binh đoàn đông như kiến cỏ của tên Titan điên. Thế nhưng, cuối cùng Thanos vẫn đoạt được chiếc găng tay vô cực đủ 6 viên đá. Lúc hắn chuẩn bị bùng tay thì Tony, với bộ giáp thậm chí còn không hoàn chỉnh, đã lao vào để ngăn cản. Anh bị tên ác nhân này hất tung một cách dễ dàng và hắn thực hiện cú bùng tay. Lần này, hắn muốn xóa sổ toàn bộ sự sống để kiến tạo cả một vũ trụ mới. Tuy nhiên, Thanos đã không thể ngờ rằng Tony đã chuyển tất cả 6 viên đá vào găng tay trên bộ giáp của mình. Anh kích hoạt chiếc găng tay, tuyên bố: rồi bùng tay, xóa sổ Thanos và quân đoàn của hắn. Tuy nhiên, sức mạnh của chiếc găng tay cùng cả 6 viên đá là quá lớn. Một người phàm như Tony không thể chống lại được. Cuối cùng, anh đã hy sinh và được yên nghỉ trong vòng tay của gia đình cùng những người bạn. Vậy là hành trình của thiên tài, tay chơi, nhà từ thiện, siêu anh hùng vĩ đại nhất Tony Stark đã kết thúc ở vũ trụ điện ảnh Marvel như vậy đấy các bạn ạ. Thế nhưng, những công hiến, những di sản của anh vẫn còn sống mãi. Nó hiện diện trong chính cô con gái Morgan Stark, cậu bé người nhện Peter Parker và rất nhiều siêu anh hùng trẻ của thế hệ sau. Liệu chúng ta còn có cơ hội để thấy người sát trong những phim Marvel tiếp theo? Anh sẽ xuất hiện như thế nào? Chắc là chỉ có thời gian mới có thể trả lời được thôi. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!